gentlemen, for the winner is hai đứa cách làm góc này đỏ anh nhé. In match one, 62 kg Lê Đình Vũ versus Ian Anon. Họ đang đốt túi đỏ, túi góc này đỏ một đi nghe. Thì mấy mình đã bắt đầu cái việc rồi. Nỗ lực đi qua, không thành công. Hai tiếng xuyên cho mấy mình. Tiếp theo sẽ Vasca của mấy mình. Nói vô cái này xong rồi cái kéo cái đầu xuống dịch kỹ lên. Lê Đình Vũ đặt cân dưới 62, chậm rãi áp lực vào tay và bắt trái với nhau Việt Nam. Lê Đình Vũ xanh đặt non red. Yeah, bắt đầu. Pascal thành công và để cho các bình luận này kiểm soát cái vận động của Diê. Đồng thời không cho Diê lấy điểm đồ lên mặt đất. Điểm đồ
đang đứng đến nhận cầu bắt Quế Vân, góc phải sang.